trong tờ. Tiểu thơ, trong hoàn cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là ông thơ, sao tôi thấy nó chua xót quá. Công tử còn giận tôi à? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ. Đã chạy thân lưu lạc kiếp phong trần, trong cuộc đời giáo cá bạc đen, vinh nhục đã qua vẫn còn có tiểu thơ là một khách chi ân, cứ sợ dây tâm chân tình cho nhiều niềm đắng cay, là kẻ chân tay nên tôi đành ôm hận. Lời nghĩa phai em cúi mặt đợi chờ, những bước hòn của ai. Tiểu thơ ơi, tôi vẫn còn nắng nở ơn nghĩa tiểu thơ đáp tà mấy cho vừa. Thơm bớt rụng hẳn, Hân thấy tóc chắc khỏe hơn. Biết em không sống học đòi với trang nghĩa phụ ngày xưa, đã cắt tóc mang mây tìm tiên chồng và số bạc mòn đã chắc yêu dấu những ngày mưa tầm tao. Em xin trân trọng trao tay ăn cần đưa tiền kè đắng chân. Quỳnh Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào trước ý tình nàng tha thiết qua, biết nói gì đây khi mình vẫn chẳng tay. Còn đây là chiếc áo đùa gấp bằng tơ tâm sự, mà đêm từng đêm em đã đèn khuya mà nghe
nhắn hình dung mong ai chặt giờ mất tiếng lửa. Có gơ hương lá thêm vào đủ sáng học kinh thi. Miền đồng cách quen quang tay kia đập mùi. Em cố dệt cho rồi chiếc áo hầu cho kịp mùi. Lòng ta trao ta nguyện giữ vẹn hương thề.